tôi tên là Võ Thành Long. Tuổi thật của tôi là 74 tuổi. Nếu các anh chị thấy tôi như vậy mà không chê già thì coi như tôi 47 tuổi đi ha. Người đàn ông vui vẻ bên chiếc xe bán cà phê dạo này đã trở nên thân quen với người dân đường Trần Nhân Tôn, thành phố Hồ Chí Minh từ hơn một năm nay. Giờ đây, với ông Long, công việc bán cà phê đã không còn vì kế sinh nhai mà để tìm niềm vui khi lao động. Giữa thị trường cà phê trôi nổi những mặt hàng kém chất lượng, ông lựa chọn bán loại cà phê Buôn Ma Thuột chất lượng này. Cà phê Buôn Ma Thuột với cà phê Cầu Giấy ở Hà Nội là nổi tiếng trên thế giới. Nổi tiếng là tại vì vùng đất ở đó, thổ nhưỡng ở đó, trồng cà phê đó nó mới ngon. Thành ra con thấy cà phê Buôn Ma Thuột cũng có, cà phê Đắk Lắk cũng có, cà phê Đắk Ninh cũng có, rồi cà phê Đà Lạt cũng có, cà phê Lâm Đồng cũng có, đúng không? Thì Lâm Đồng, Đà Lạt thì làm sao, nó cũng đất đỏ nhưng mà thổ nhưỡng nó không phù hợp với loại cà phê tốt. Cà phê ở đây được ông Long rang mộc, không pha lẫn bất kỳ phụ gia nào nên vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng của cà phê Buôn Mê. Không ít thực khách đã mê cà phê của ông ngay từ lần đầu tiên thưởng thức. Khách đến với cà phê của ông không chỉ vì cà phê sạch, thơm ngon, giá thành rẻ mà còn vì sự niềm nở, tươi vui của ông khiến họ cực kỳ yêu mến. Uống từ lúc đi làm đến nay chắc cũng khoảng một năm, uống thấy nó đậm đà hơn, thơm, ngon. Hai tháng trước, ông Long đã có chuyến đi đến đất Mỹ xa xôi để thăm hai cô con gái của mình hiện sinh sống tại Mỹ. Bức ảnh chụp người đàn ông bán cà phê dạo với tấm biển thông báo tạm nghỉ để đi Mỹ thăm con gái đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đa số đều thích thú và ngưỡng mộ trước tình thương và sự tự hào của ông về hai con của mình. Nó có gợi ý là mỗi tháng nó sẽ gửi cho bác 200 đô, tại nó làm 500, ủa nó làm 5 ngàn, phải gửi bác 200 cũng là tương đối nhiều, tại vì tiền thuế tiền này mà. Thì bác nói nó một câu, mày ở đây mày sống tốt rồi, hả? Đừng làm có dòng họ, gia đình này họ mang tiếng nhục rồi được rồi. Làm được đàng hoàng, tử tế, tốt, được rồi. Còn 200, không cần thiết bảo vệ. Ông kể 10 năm trước, sau biến cố của gia đình, ông bán hết nhà cửa để đưa hai con sang Mỹ học tập. Chi phí ban đầu rất nhiều thứ phải lo, số tiền bán nhà không trang trải đủ, nên ông phải đi bán cà phê để kiếm thêm tiền gửi qua cho hai con ăn học. Hiểu được gánh nặng của cha, hai người con của ông đã cố gắng giành học bổng, đỡ đần ông phần nào. Hiện tại, họ đã trở thành kỹ sư hóa học và bác sĩ dinh dưỡng làm việc tại bang Texas, Mỹ. Có thể với một số người, giàu sang mới làm nên hạnh phúc, nhưng với người đàn ông này, hạnh phúc chính là sự thành công của các con.